và công ty Luật Việt Á và công ty Vòm Việt Event. Rất được. Rồi, một đứa bạn đó. Câu chuyện và lịch sử một chút xíu. Mình học 4 bằng đại học và hiện nay đang giúp cho khoảng 3.000 chủ doanh nghiệp trong 10 năm nay với công việc về thuế, về kế toán và pháp lý trong kinh doanh. Rất vui có thể giúp các bạn cũng như là học viên, vì tôi cách đây 5 năm cũng giống như các bạn. Một tràng pháo tay lớn cho thầy Điều. Rồi, chúng ta cùng hát nhá. 1, 2, 3. Khi thầy biên bản phân rơi rơi có hàng bụi nào rơi trên bụng giảng, có hàng bụi nào rơi trên nóng thầy. Em yêu phút giây này, thầy em xuống đây hàn thêm để chuỗi phân cho em phải học thay. Mai sau tân học viên chúc thầy Duy vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Anh Tuấn là ở Biên Hòa Đồng Nai, mà cứ hồi kia là cứ mỗi đợt học á là anh chạy từ dưới Biên Hòa lên đây anh học, và mỗi lần mà anh kêu lên bây đi học là vợ anh duyệt liền. Đi đâu công việc lên đây vợ duyệt liền. Cho về gửi đấy lời thăm lòng. Rồi, rất cảm ơn. Rất là cảm ơn các bạn ạ. Anh có quyển sách nào chưa? Có rồi. Mỗi ngày một. Có thêm không sao? Rồi, cảm ơn ông Tuấn. Kế tại ông rồi. Vô tay. Hãy cố gắng làm tốt đẹp nhất, và có thể nếu không làm tốt được thì hãy làm cho đẹp hơn. Xin cảm ơn nhé.